Ok, hello bạn, chào mừng các bạn, là Diễm Minh. Mình là Sơn Rap, đến từ làng hoa quốc cao. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kỹ thuật tập luyện đến từ em trai của mình. Thì em trai mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trong cái mà mình không làm được, chưa làm được các bạn. Đó chính là finger workout. Ok, trước tiên bạn sẽ mời các bạn thưởng thức cái finger workout là như thế nào. Và nếu sau khi bạn thưởng thức xong mà cảm thấy hay thì bạn hãy cho mình một like. Sau đó mình sẽ nhờ em trai mình hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để bạn có thể có finger workout. Đây là kỹ năng, nếu mà nói về tác dụng thì nó có tác dụng gì kia? Tác dụng gì hả? Không có tác dụng gì, là giải sầu, giải trí thôi. Tác dụng giải trí. Rồi các bạn cùng xem nha. Let's go.